Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Tuyền về thêm cũng được vài chiếc xe 7 chỗ đi phục vụ cho các anh chị nha. Phải nói là cực kỳ hot luôn. Về thêm Toyota Fortuner máy dầu số sàn đời 2020 nè. Rồi về thêm Kia Sorento nữa các anh chị. Chiếc này là máy xăng bản full đời 2017 nha. Đi 75.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 676 triệu các anh chị ha. Thì bây giờ Tuyền sẽ đi vào chi tiết chiếc xe này trước. Tí xíu nữa có thời gian thì sẽ lên luôn chiếc Fortuner 2020 mới vừa về bên Tiền cho các anh chị nhà mình xem nha. Các anh chị nhớ ở lại bên kênh của Tiền nè, lướt xuống bên dưới để xem được nhiều video hơn nha. Rồi bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc các anh chị ha, mang biển số 64 là Vĩnh Long nè. Bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên tinh toàn quốc nha. Nước sơn quanh xe thì Tiền thấy khá là liền lạc, đồng màu từ trước ra sau, không có bị trầy xước gì hết các anh chị. Tuy nhiên thì một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin, còn mới 100% nha. Trầy xước hay là dặm tút ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị ha. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ máy móc các anh chị nha. Xe thì biển 64A nè, 13207 nha. Rồi đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền các anh chị ha. Rồi nắp capo không có bị trầy xước gì hết. Những cái decal này là anh chủ dán thêm nè các anh chị, để cho chiếc xe mình nó thể thao hơn ha. Những cái mối nối rất là khít liền lạc đồng màu luôn. Phía trước thì có bốn mắt cảm biến trước, có rửa đèn pha các anh chị. Đây những cái mối nối nè, rất là khít các anh chị ha. Xe nè, độ gây gió Tiền thấy cũng rất là sâu các anh chị nha. Vỏ này vỏ Michelin nè các anh chị. Mâm là không có một vết trầy xước nào luôn nha. 2017 tới nay cái mâm như thế này là phải nó rất là đẹp. Rồi, đách vỏ tuần thứ 25 của 2020 các anh chị nha. Đây, đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 5 năm 2023 các anh chị. Có dán phim, có viền che mưa, chén cửa nè, tay nắm cửa thì mạ rơm nha. Có nút mở cửa một chạm các anh chị ha. Ở đây thì có trang bị cho mình bệ bước luôn, đầy đủ cho mình sử dụng các anh chị. Phần bên hông xe thì anh chủ dán cho mình những cái decal như thế này ha. Nếu mà các anh chị nhà mình không thích thì mình về mình có thể là mình gỡ ra được các anh chị. Đấy, phía sau thì Tiền thấy cũng không có bị móp méo hoa trầy xước gì hết ha. Những cái mica đèn cũng còn rất là đẹp các anh chị. Ở đây thì Tiền thấy có bốn mắt cảm biến lùi nè, có một cái cam lùi đầy đủ cho mình sử dụng nha. Tiền sẽ mở cốp cho các anh chị nhà mình xem. Cốp thì có ti ben trợ lực ha. Đây, con đội tay quay đồ nghề còn đầy đủ nha. Ở đây anh chủ dán cho mình những cái giải carbon như thế này ha, để bảo vệ cái phần nỉ bên dưới nè. Nẹp cho mình những cái inox nữa các anh chị. Đây Tiền gặp sơ một cái hàng một ghế xuống cho các anh chị nhà mình xem nha. Những cái phần nhựa bên trong là không có bị trầy xước gì hết nha, rất là đẹp luôn. Ở hàng ghế thứ ba thì có học gió làm mát cho mình ha các anh chị ha, mà mình có thể là điều chỉnh được nè các anh chị. Rồi nhìn sơ giúp Tiền phần ốc của cốp nha. Đây ốc cốp còn nguyên ha. Xe này thì mới quá rồi nên Tiền không có đi vào keo chỉ nha. Tất cả xe bên Tuyền á thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng nè, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao tét hạng luôn, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Rồi và ngoài ra khi mà bán xe ra thì bên Tiền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Rồi ghế nè, ghế da tông màu kem và tông màu cam các anh chị. Sàn là sàn 5D nha. Đây rất là sạch sẽ ha. Hàng ghế thứ hai thì có những cái cổng sạc cho mình nè ha. Rồi trần thì trần 5D, có cửa sổ trời toàn cảnh các anh chị nha. Ở đây thì anh chủ cũng dán cho mình những cái carbon ha, để bảo vệ cái phần nhựa bên trong là rất là kỹ á. Anh chủ này rất là chăm chút cho cái xe luôn. Rồi thì sẽ tiến về khoang lái các anh chị nha. Đợi Tiền tí xíu. Hôm nay mình Tiền về nhiều xe lắm các anh chị. Đây chìa khóa của Sorento nha. Chìa khóa của Sorento nè. Rồi Tiền sẽ đề máy nha. Xe mình thì ghế lái là chỉnh điện các anh chị. Ghế lái chỉnh điện ha, có nhớ ghế lái hai vị trí nè các anh chị. Tiếng máy khá là êm. Trước tiên thì nhìn giùm Tiền phần vô lăng trước. Vô lăng bọc da không bị trầy xước, cũng không bị hao mòn gì hết các anh chị nha. Có đàm thoại rảnh tay nè, ru control ha. Đây, logo cũng còn rất là đẹp, không có bị trầy xước các anh chị. Bên này thì có những cái nút bấm như là chống trơn trượt, rồi điều chỉnh độ sáng của cái đồng hồ táp lô các anh chị ha. Đấy, maximum. Rồi, nhìn đồng hồ giúp Tiền luôn. 76.580 km các anh chị ha.
Trên này táp-lô là không có bị trầy xước gì hết. Anh chủ có dán cho mình một cái trang bị cho mình một cái tấm thảm và có dán băng keo nữa, cho nên là bên dưới không có trầy nha. Ở đây thì có một cái màn hình zin theo xe các anh chị. Điều hòa thì điều hòa hai vùng độc lập các anh chị ha. Rồi những nút bấm cũng còn rất là mới luôn. Dưới này có những cái cổng sạc nè các anh chị. Những cổng sạc 12V, cổng USB ha. Con số cũng còn rất là đẹp nha. Có phanh tay điện tử nè. Chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu ha. Trên này thì có cửa sổ trời, tiện mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem luôn. Cửa sổ trời một chạm còn hoạt động rất là tốt các anh chị ha, cực kỳ mượt mà luôn. Rồi, tiện đóng lại nha. Đấy. Nếu mà các anh chị nào đang còn tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ nè, nhiều option tiện nghi giá mềm mềm là phải lấy ngay chiếc này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ ha. Tiệt tắt máy luôn các anh chị nha. Mấy hôm nay cứ chiều là mưa các anh chị, cứ chiều là mưa. Nên là họ nhiều khi không có lên được video cho các anh chị á. Nên là tranh thủ nè, những cái lúc thời gian như thế này là quay lên cho mọi người luôn. Rồi ốc của nắp cabo nguyên zin. Đây, cho các anh chị nhà mình xem phần ốc của nắp cabo nha. Ốc của nắp cabo các anh chị. Keo chỉ cabo nha. Bên Tuyền thì nói không với xe lỗi cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Đây. Rồi, phần khung xương, phần ốc chân đèn các anh chị ha. Tem mát từ nhà máy vẫn còn nè. Nhìn sơ vào phần ốc máy giúp Tuyền nha. Ốc ác sơn phết nguyên zin đầy đủ nha. Đây, ốc máy. Rồi. Nếu mà các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái nha. Còn nếu mà muốn chắc nữa thì cứ mang ra hãng test là chắc nhất các anh chị nha. Tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Kia Sorento, máy xăng bản full đời 2017 các anh chị nha. Đi khoảng 76.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 676 triệu các anh chị nha. Giá ở đây Tuyền báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tuyền qua số điện thoại bên dưới nè, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình, Phú Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì liên hệ Tuyền đi, thì sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tuyền nha. Hoặc có thể là bên Tuyền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị, hoặc cũng có thể là mình đặt cọc rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị, để tránh những trường hợp mà các anh chị ở khu vực tỉnh xa quá, khi mà lên tới nơi thì xe đó bên Tuyền đã bán mất rồi, lúc đó lại tiếc phải chờ những xe sau, mất thời gian và chi phí đi lại của các anh chị ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết video của Tuyền nha. Đừng quên cho Tuyền xin một like và một lượt đăng ký nè. Ấn vào biểu tượng chuông thông báo bên dưới đi, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tuyền về Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.